Em Phúc xin chào cả nhà đang quay trở lại với kênh YouTube Phúc Lộc Nhật Bản. Số điện thoại Zalo của em là 0397697664 ạ. Cô chú anh chị nào đang muốn tham quan hoặc muốn mua một chiếc bếp Nhật về để sử dụng thì hãy dành thời gian cho em Phúc khoảng 4 đến 5 phút ạ. Em Phúc sẽ đưa đến cho cả nhà mình những chiếc bếp Nhật xuất sắc nhất, đẹp nhất và phù hợp nhất với cô chú anh chị nhà mình nhá. Cô chú anh chị nào mà đang muốn tìm thì xin cứ liên hệ với em theo số điện thoại em, Zalo của em sẽ tư vấn kỹ hơn và trực tiếp hơn về những dòng bếp bên em nhé. Bếp bên em thì về có mặt là dòng đơn giản này, dòng đa chức năng, dòng phun chức năng. Bề mặt thì gồm bề mặt sơn, bề mặt men, bề mặt kính, bề mặt đá nhé cả nhà. Có rất là nhiều. Đấy, và ngay trong video này thì cô chú anh chị nào muốn sử dụng dòng đơn giản gồm hai bếp nấu và một bếp nước thì hãy theo chân em Phúc tên với hai chiếc bếp. Dòng phím vặn rất là dễ dàng sử dụng và quen thuộc với người Việt chúng ta nhé. Đấy, bếp Nhật thì rất là an toàn, thông minh và tiết kiệm ga. Đấy, vì sao em Phúc lại nói như vậy? Vì bếp Nhật nó có thể tự động tắt bếp, tự động khóa ga khi mà nồi hết nước ạ. Tự điều chỉnh ngọn tim cảm biến luôn luôn chạm đáy nồi để đua nhiệt độ đáy nồi, tự điều chỉnh ngọn lửa cho chúng ta nhé. Rất là tiện cô chú anh chị nào mà có công việc bận rộn hay quên như em Phúc thì dùng bếp Nhật sẽ không bao giờ lo cháy nồi, cháy đồ ăn nữa nhé. Không những vậy mà bếp Nhật còn có tính năng là tự động khóa ga khi mà mất ngọn lửa, giúp chúng ta không bị dò dỉ ga ra ngoài, phòng chống cháy nổ rất là tốt và rất là an toàn cho sức khỏe cũng như là tính mạng con người Việt chúng ta nhé cả nhà. Và bây giờ thì em sẽ đi giới thiệu đến ngọn lửa Nhật, ngọn lửa của chiếc bếp Nhật bên em cũng như các tính năng mà thông minh an toàn mà em Phúc vừa nói như em câu chú anh chị. Đây, ngọn lửa Nhật bên em thì rất là xanh và đẹp. Đây, bo chi lửa thì rất là đều nhé cả nhà. Với ngọn lửa này thì chúng ta có thể dễ dàng tiết kiệm được đến 30% ga so với những chiếc bếp thông thường nhé cả nhà. Đây, khi em mới đặt bếp lên thì lửa rất là xanh và to, nhưng mà lửa sẽ nhỏ dần khi mà nhiệt độ trong nồi tăng lên và cũng giảm ở nhiệt độ 250 đến 300 độ C thì nồi sẽ thì lửa sẽ tắt ạ. Và lúc đó thì trong nồi cũng là lúc nồi hết nước nhé cả nhà, giúp chúng ta không bị cháy nồi, cháy đồ ăn ạ. Và bên này thì em sẽ test tính năng tự động khóa ga khi mà có tác động bên ngoài làm tắt ngọn lửa nhé. Em ví dụ như nước trào xuống làm tắt ngọn lửa hoặc là gió thổi làm tắt ngọn lửa nhé. Bếp sẽ tự động khóa ga ngay ạ. Rất là an toàn cả nhà. Nhất là gia đình mà có con nhỏ, những người nội trợ là người già thì dùng chiếc bếp Nhật này là cực kỳ an toàn, cực kỳ yên tâm nhé cả nhà. Đấy. Trong khi chờ đợi thì em sẽ đi giới thiệu về chiếc bếp này cho cô chú anh chị cùng xem. Đấy, chiếc bếp này là dòng đơn giản, phím vặn thì rất là dễ sử dụng. Biểu tượng con cá là phím vặn của bếp nướng ạ. Đấy, đây là lò nướng như thế này. Đấy, cô chú anh chị nghe thêm tiếng chưa ạ? Đấy là báo hiệu bếp bên trái đã tự động khóa ga rồi đấy ạ. Đây, khai nướng, vị nướng ạ. Đây, lò nướng ngay cả nhà nhé. Rất là xịn sò. Lò nướng này thì cô chú có thể nướng tôm, nướng cá, nướng thịt, nướng trứng, nướng bánh mì mỗi buổi sáng rất là tiện. Nhà em Phúc thường thường buổi sáng con em Phúc hay ăn bánh mì ấy. Đấy, cho nhanh để đi học thì em Phúc chỉ việc bổ đầy vào này 2 đến 3 phút bánh mì sẽ nóng lại và ăn rất là giòn, rất là ngon nha cả nhà. Đấy, chiếc bếp này thì có phím 3S này. Phím này thì khi mà chúng ta đang đồ khô hoặc chiên xào ở nhiệt độ cao liên tục thì chúng ta mới sử dụng phím này để tắt cảm biến nhá, giúp chúng ta không bị nhỏ lửa, tắt lửa trong quá trình chiên xào rán ạ. Đấy, khai đựng pin này. Đấy. Bếp Nhật thì được đánh lửa bằng một đôi pin đại. Đôi pin này thì cô chú có thể dễ dàng mua ở các tiệm tạp hóa điện tử xung quanh nhà mình nhé. Khi mà các anh chị cô chú mua bếp thì bên em sẽ tặng cô chú anh chị một cặp pin về để test bếp cũng như sử dụng thời gian ban đầu ạ. Chiếc bếp này thì là mặt sơn nhé cả nhà. Phím vặn mặt sơn ạ. Màu đen, màu cũng không phải là đen, nâu đen ạ. Đấy, rất rất là đẹp luôn ạ. Đấy. Thành vách thì không bị móp méo gì ạ, không chảy xước nha cả nhà. Còn rất là đẹp luôn. Đấy. Chiếc bếp này thì bên em đang bán với giá là 1,7 triệu ạ. Trong đó có bao ship toàn quốc nha cả nhà. Tặng pin bảo hành 12 tháng và hỗ trợ kỹ thuật trọn đời ạ. Bên dưới thì có một lớp lưới bao bọc ạ, giúp chúng ta về sử dụng sẽ không bị chuột chui vào làm đứt các ổ dây điện ạ. Đấy.
làm đứt dây điện của chúng ta nhé cả nhà, rất là yên tâm. Đấy. Đấy, bếp bên này cũng đã nhổ lửa rồi ạ. Đấy, bếp đã tắt rồi nhé cả nhà. Bây giờ thì em Phước sẽ đi test tính năng tự động khóa ga khi mà mất ngọn lửa của chiếc bếp này cho cả nhà mình cùng theo dõi nhé. Đấy, bếp đã khóa ga hoàn toàn nhé cả nhà. Cả nhà sử dụng thì rất yên tâm, không lo bị cháy nổ, không bị lòa dòa dĩ ga ra ngoài ảnh hưởng đến sức khỏe nha cả nhà. Cực kỳ là tốt luôn ạ. Đấy, cực kỳ là xịn sò luôn. Chiếc bếp này thì bên em đang bán với giá là 1,6 triệu nha cả nhà, bao ship nhé. À quên, em xin lỗi ạ, 1,7 triệu bao ship ạ. Đấy, lò nướng thì rất là đẹp nhé. Bây giờ thì em sẽ đi đến chiếc thứ hai ạ. Bây giờ thì em Phúc cũng sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị một chiếc Rinna phiên bản. Đây, chiếc này thì là bề mặt men nhé cả nhà. Này, bề mặt men màu xám lông chuột. Này. Bo xi lửa thì làm bằng nhôm hợp kim. Phim cảm ứng này thì luôn luôn chạm đáy nồi để đưa nhiệt độ đáy nồi của chúng ta nhé. Bo đây. Bên trong rất là sang, rất là sạch sẽ ạ. Đó, thông hơi của lò nướng ạ. Kiềng ạ, kiềng thì làm bằng thép không gỉ, chống han chống gỉ cho cả nhà mình nhé cả nhà. Đây. Đây là lò nướng ạ, vị nướng và khay nướng ạ, rất là đẹp. Đây, con này là đời 2022 nên lò nướng cực kỳ mới nhá. Bếp đời cao, lò nướng rất là mới, giống như là chưa sử dụng nữa cả nhà ơi. Đây ạ, đời 2022 bề mặt men ạ. Chiếc bếp này thì khay đựng pin ạ. Chiếc bếp này thì bên em đang bán với giá là 2,9 triệu ạ. 2,9 triệu bao ship toàn quốc ạ, tặng pin và bảo hành 12 tháng nhé cả nhà. Em chỉ đi test một chiếc thôi, còn chiếc này gọi là cô chú anh chị nào ưng chụp vào màn hình em sẽ test và quay kỹ hơn cho cô chú anh chị mình cùng theo dõi nhé. Đấy, hai chiếc bếp, một chiếc bếp M1 là mặt sơn, mặt sơn bên em đang bán với giá là 1,7 triệu, và M2 là mặt men đời 2022 bên em đang bán với giá là 2,9 triệu ạ. Trong đó đều bao ship nhé, tặng pin và bảo hành 12 tháng ạ. Cô chú anh chị mua hàng thì xin cọc giúp em Phúc từ 2 đến 500, em Phúc lấy phí vận chuyển bếp đến tay cô chú anh chị ạ. Khi mà bếp đến tay cô chú anh chị thì cô chú anh chị được test bếp ạ, cũng kiểm tra bếp xem có giống video mà em Phúc gửi cho cô chú anh chị ạ. Đúng như vậy thì cô chú anh chị mới phải nhận hàng nhé và thanh toán phần còn lại cho shipper bên em ạ. Cô chú anh chị mua hàng hay là muốn tham khảo thì xin liên hệ với em theo số điện thoại là 0397 697 664 ạ. Đấy, và đến đây thì em Phúc xin được tạm dừng video. Hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị, cả nhà mình đã theo dõi hết video của em Phúc ạ.